Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Thanh Minh One Second. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là một bức tranh toàn cảnh về tài chính cá nhân. Vào những năm 2014-2015, nhắc đến tài chính cá nhân, mọi người sẽ hiểu là cầm đô, là cho vay nặng lãi. Vào 2018-2019, nó lại được gắn liền với thuật ngữ bảo hiểm. Dù là một người làm trong ngành tài chính, nhưng chính Thanh Minh trước đây cũng có những suy nghĩ chưa chính xác về tài chính cá nhân, về các vấn đề liên quan đến tiền. Và mời anh chị và các bạn cùng trò chuyện với Thanh Minh ngày hôm nay về bức tranh toàn cảnh về tài chính cá nhân và tìm hiểu ý nghĩa của nó trong đời sống của chúng ta nhé. Tiền, kiếm tiền và quản lý tiền chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Thanh Minh thường nói với bạn bè của mình như vậy, và đã có một khoảng thời gian mà Thanh Minh cũng thường xuyên nghĩ rằng cái việc kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền, và những người mà giàu có từ cái việc kiếm được nhiều tiền đó toàn là những người tham lam, thủ đoạn và độc ác. Vậy đấy, với cái tư duy đó thì trước đây Thanh Minh rất là thờ ơ và coi cái việc đi làm kiếm tiền, quản lý tiền thực ra nó chỉ là một cái dạng nghĩa vụ bị bắt buộc và cực kỳ mệt mỏi khi phải đối mặt với nó. Còn nữa, mọi người thường là bảo phải lập kế hoạch quản lý tiền. Cuộc sống thì đâu có bao giờ có thể đoán trước được. Vậy thì làm sao lại phải lập kế hoạch? Đây là một cái việc ngốc nghếch, ngớ ngẩn và vô cùng tốn thời gian. Thanh Minh đã từng nghĩ như vậy đấy. Và Thanh Minh nghĩ rằng là tôi sẽ không bao giờ làm cái điều đó cả. Bản thân mình chẳng lẽ là không đủ thông minh để biết mình đang có bao nhiêu tiền hay sao? Và mình sẽ sử dụng cái sự thông minh đấy vào cái việc tăng thu nhập của bản thân hơn là cái việc là phải cố gắng để tiết kiệm và làm sao để giảm cái chi tiêu của mình đi. Và có một câu nói của một chị đồng nghiệp cũ mà Thanh Minh thấy rất là đúng, đấy là cuộc đời bạn sẽ phải học rất là nhiều bài học và bạn sẽ bắt buộc phải học cho đến khi nào bạn học xong bài học đó rồi nó mới kết thúc. Khi bạn càng trốn tránh điều gì đó thì vũ trụ càng bắt bạn phải học cho xong bài học, nếu không nó sẽ quay lại và hành bạn cho đến khi nào bạn hiểu ra thì thôi. Giống như khi bị bệnh, nếu bạn không chịu uống thuốc và khăng khăng khẳng định rằng đó không phải là bệnh thì kết quả như nào bạn cũng biết rồi. Đôi khi chúng ta cần phải nhận biết được điều mình đang làm là có vấn đề thì sau đó thực sự chúng ta mới không còn vấn đề nào nữa. Tại sao Thanh Minh lại trích dẫn câu ấy? Bởi vì chính cái khoảng thời gian mà Thanh Minh trốn tránh trách nhiệm với việc quản lý tiền, nghĩ một cách chủ quan rằng mình có thể dễ dàng kiếm nhiều tiền, nuôi dưỡng tư duy coi việc kiếm tiền là hành động tham lam. Tất cả những điều ấy khiến Thanh Minh đã từng rơi vào cảnh khốn cùng về tài chính cá nhân, phá sản, thua lỗ vì đầu tư, mất thu nhập và ngập trong nợ nần. Và khi con người ta rơi vào những hoàn cảnh bất như ý đó, anh chị và các bạn chắc sẽ đồng ý với Thanh Minh rằng là khi đó người ta dễ bị căng thẳng, mệt mỏi, cáu kỉnh và sẽ như một cục than nóng mà có thể làm bỏng tay bất kỳ ai ở gần. Không chỉ mất tiền, khánh kiệt, khốn đốn, mà chính vì tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề như thế, mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân của Thanh Minh cũng tan tác theo. Quay đi quay lại thì một người đầy những cảm xúc tiêu cực như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình để đối mặt với những vấn đề của chính mình. Khi mà ta không còn có thể quanh co, không còn có thể nào mà chống chế được, khi mà chúng ta đã bị dồn vào đường cùng rồi, thì ta mới dễ hạ cái tôi của mình xuống để chấp nhận những điều đáng ra là ta nên làm ngay từ đầu. Và đó là khi mà Thanh Minh mới biết đến, mới chấp nhận và thực sự được cứu sống bởi một cái định nghĩa, một cái thứ mà gọi là lập kế hoạch tài chính cá nhân. Và lập kế hoạch tài chính cá nhân đã thực sự hồi sinh, đưa Thanh Minh đến với một hành trình mới trong cuộc sống, mà đó có rất là nhiều niềm vui, nhiều an yên và thực sự mỗi ngày được sống đúng là một ngày vui. Vậy thì lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì? Thật ra Thanh Minh đã mở đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay với anh chị và các bạn bằng một đoạn diễn thuyết khá là dài về câu chuyện cá nhân của mình. Và rất là cảm kích vì anh chị và các bạn vẫn đang tiếp tục nghe Thanh Minh cho đến bây giờ. Thực ra thì khác với hoàn cảnh dài dòng mà Thanh Minh dùng để giới thiệu với anh chị về vai trò của lập kế hoạch tài chính cá nhân, thì chính cái việc lập kế hoạch tài chính cá nhân lại rất đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bản chất ngắn gọn đó là việc anh chị và các bạn thực hiện được các mục tiêu tài chính cá nhân của mình bằng cách quản lý tiền của mình.
Trong việc quản lý tiền thì lại được phân ra hai mục quan trọng là quản lý thu nhập chi tiêu và quản lý tài sản của bản thân. Các mục tiêu tài chính cá nhân cụ thể hơn thì có các mục tiêu như mua nhà hay thuê nhà, gia tăng tài sản như nào, làm thế nào để tăng thu nhập, giảm chi tiêu, có nên vay nợ hay không, tiết kiệm và đầu tư như nào để nghỉ hưu an nhàn, làm thế nào để tự do tài chính, làm thế nào để có đủ tiền chi tiêu khi chẳng may gặp ốm đau bệnh tật, vân vân và vân vân. Thực sự là có rất là nhiều mục tiêu tài chính cá nhân mà mọi người có thể quan tâm. Việc lập kế hoạch tài chính cá nhân luôn luôn tuân theo một cái nguyên tắc tối thượng, đó là để phục vụ việc đạt được mục tiêu của các bạn. Mọi kế hoạch sẽ là để hỗ trợ cho anh chị và các bạn đạt được mục tiêu tài chính cá nhân của mình. Cụ thể hơn và kỹ càng hơn về mục tiêu tài chính cá nhân thì Thanh Minh sẽ gửi đến anh chị và các bạn ở những video sau, và rất mong anh chị và các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video đó nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều về cái hành động ủng hộ này. Cái điều thứ hai mà Thanh Minh muốn nói ấy, đó là ở các nước phát triển phương Tây như là Mỹ, Anh, Canada hay là các nước châu Á như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, mỗi gia đình đều có một chuyên gia tư vấn về lập kế hoạch tài chính cá nhân, và các chuyên gia đó sẽ cần phải thi một cái chứng chỉ có tên là CFP, tên tiếng Anh là Certified Financial Planner, dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là người lập kế hoạch tài chính cá nhân được chứng nhận. Các chuyên gia này sẽ là người hỗ trợ và giúp các gia đình thiết lập các cái mục tiêu về tài chính và xây dựng các cái kế hoạch chi tiết để biến các mục tiêu đó thành hiện thực. Nếu anh chị và các bạn được một chuyên gia trợ giúp trong việc lập ra bản kế hoạch tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn của CFP thì bản kế hoạch tài chính cá nhân đó cần phải có đầy đủ các cái kế hoạch sau. Một là cái kế hoạch quản lý thu chi, tài sản của anh chị và các bạn được xây dựng là từ cái việc là thừa kế của cha mẹ, đó là cách nhanh nhất. Còn cái cách thứ hai đấy là do chính chúng ta làm nên bằng cách đi làm, kinh doanh và có thu nhập. Vậy thì chính cái việc quản lý tốt thu nhập chi tiêu và tiết kiệm sẽ giúp tài sản của chúng ta tăng dần lên. Nếu so với cái việc là chúng ta chỉ có đi làm và chi tiêu thì tài sản của chúng ta sẽ không tăng lên được. Và chính cái việc mà chúng ta tiết kiệm một cách hiệu quả thì sẽ giúp chúng ta có cái tài sản tốt hơn, hơn là cái việc chúng ta cần phải bán sức lao động nhiều hơn chỉ để kiếm thu nhập. Và một đồng tiết kiệm được chính là một đồng mà chúng ta kiếm được. Cái kế hoạch thứ hai mà chúng ta sẽ được lập đó chính là kế hoạch về đầu tư. Anh chị và các bạn tiết kiệm được tiền, tuy nhiên chúng ta biết rằng là lạm phát luôn tồn tại, giá cả thực phẩm, đồ tiêu dùng của chúng ta luôn tăng lên theo thời gian. Vậy thì chúng ta trước hết phải đầu tư để giúp tài sản của mình gia tăng lên và tránh khỏi việc bị lạm phát bào mòn. Đã có những trường hợp về việc gửi một khoản tiền có giá trị bằng một căn nhà, sau 20 năm thì chỉ còn lại giá trị bằng 3 bát phở. Đó là một cái ví dụ rất là điển hình cái tác động tiêu cực của lạm phát. Và bên cạnh việc chống lại lạm phát thì anh chị và các bạn chắc chắn sẽ là muốn đầu tư để gia tăng tài sản, giúp bản thân và gia đình giàu lên. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không lập kế hoạch đầu tư một cách bài bản, chúng ta rất là dễ rơi vào cái trường hợp là đầu tư bừa, đầu tư theo cảm tính, và cái việc thiếu kinh nghiệm sẽ khiến chúng ta dễ dàng thua lỗ. Một cái thống kê là 90% nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ là cái con số rất là tiêu biểu cho cái việc này. Cái kế hoạch thứ ba mà chúng ta sẽ được lập và làm việc với một cái chuyên gia lập kế hoạch tài chính cá nhân đó là kế hoạch mua tài sản. Trong cả cuộc đời của chúng ta có rất là nhiều giai đoạn cần mua các cái tài sản lớn để phục vụ cho cuộc sống gia đình. Ví dụ như là mua nhà, mua xe ô tô, việc cân nhắc giữa là mua hay là thuê, nên vay nợ để mua hay là tiết kiệm một thời gian rồi mới mua cũng rất là cần phải lập kế hoạch một cách cụ thể, vì nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn xác định được là nên vay nợ ở mức nào để không bị gặp rủi ro phá sản khi các cái điều kiện về lãi suất cho vay tăng lên, khủng hoảng kinh tế hoặc là bản thân anh chị và các bạn bị suy giảm thu nhập xảy ra. Những cái trường hợp này hoàn toàn nó có thể gặp phải trong cuộc sống, đối với một cái cuộc sống và một cái nền kinh tế nó có nhiều biến số như hiện nay. Cái kế hoạch thứ tư là kế hoạch nghỉ hưu. Đây là một trong những kế hoạch rất là quan trọng trong tài chính cá nhân. Và vì thời gian nghỉ hưu là cái thời gian mà chúng ta không còn làm việc và mọi chi tiêu phụ thuộc hết vào tài sản mà chúng ta đã tích lũy trong những năm tháng tuổi trẻ. Nên nếu mà chúng ta không quản lý tốt tài sản của mình và đầu tư một cách thích hợp để có đủ tài sản để chúng ta chi tiêu thoải mái khi nghỉ hưu ấy, thì nó sẽ dễ khiến chúng ta rất là tiếp tục
có thể là phải đi làm để kiếm thêm thu nhập sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu rồi, hoặc là bản thân chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho người thân của mình. Đây có lẽ là điều mà chúng ta không hề mong muốn chút nào, phải không anh chị và các bạn? Cái kế hoạch thứ 5 là cái kế hoạch quản lý rủi ro tài chính cá nhân. Rất nhiều người trong chúng ta thường quên đi việc dự phòng tiền bạc cho các trường hợp rủi ro trong cuộc sống. Thường thì chúng ta sẽ nghĩ về những cái được nhiều hơn, mà chúng ta ít khi chú ý đến về những cái mà sẽ bị mất. Ví dụ như là ngày xưa thì Thanh Minh mới đi đầu tư chứng khoán thì cũng chỉ nghĩ về trường hợp có lãi nhiều hơn là cái trường hợp mình sẽ bị lỗ. Và khi mà cái trường hợp tiêu cực xảy ra thì Thanh Minh đã rơi vào cái gạch túng thiếu, nợ nần và khốn đốn, như là trong chính cái câu chuyện mà Thanh Minh đã kể cho anh chị và các bạn. Thì các cái rủi ro liên quan tới tài chính cá nhân á, thường sẽ là rủi ro về thu nhập này, rủi ro về chi tiêu, rủi ro về tài sản và rủi ro có liên quan đến nợ. Và chúng ta hoàn toàn là cần phải lên kế hoạch để phòng tránh những cái rủi ro này. Các cái công cụ như là quỹ dự phòng, bảo hiểm chính là các cái công cụ để chúng ta luôn luôn có sẵn tiền để chi tiêu trong những cái trường hợp mà nếu các cái rủi ro nó có xảy đến. Cái kế hoạch thứ 6 và cũng là một cái kế hoạch rất là quan trọng, tuy nhiên thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta rất là ít lập kế hoạch cho cái việc đó, đấy là kế hoạch thừa kế tài sản. Đây là kế hoạch mà chúng ta rất là ít quan tâm khi còn trẻ, tuy nhiên lại rất quan trọng sau khi mà chúng ta đã thực hiện các cái kế hoạch, ví dụ như là kế hoạch mua tài sản hoặc kế hoạch đầu tư trong suốt một thời gian dài. Nếu anh chị và các bạn biết thì nếu mà chúng ta đầu tư vào cái chỉ số chứng khoán VN Index là chỉ số chứng khoán của thị trường Việt Nam theo cái phương pháp tích lũy đều đặn để có được lợi nhuận trung bình là 15.9% một năm. Đây là cái mức lợi nhuận mà đã được Dragon Capital thống kê, và anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy cái con số này ở trên màn hình. Đầu tư vào chỉ số VN Index, mỗi tháng chúng ta chỉ cần 3 triệu. Sau 30 năm thì chúng ta sẽ có được 18.7 tỷ đồng. Đây là hoàn toàn là con số thực tế, bởi vì như Thanh Minh đã nói rồi thì Dragon Capital là cái quỹ đầu tư lớn nhất Việt Nam, hiện tại đang quản lý khoảng 4 tỷ đô cái tổng tài sản đầu tư của mình. Họ đã thống kê về cái lợi nhuận trung bình của VN Index, và với cái số tài sản lớn như vậy sau một thời gian dài đầu tư thì khi mà chúng ta già đi ấy, hoàn toàn chúng ta sẽ có cái nhu cầu để lại thừa kế cho con cái của mình. Và khi đó thì các chuyên gia lập kế hoạch tài chính cá nhân sẽ giúp anh chị và các bạn lập cái kế hoạch thừa kế một cách chi tiết nhất. Cuối cùng thì sau khi chúng ta đã biết đến vai trò và định nghĩa của lập kế hoạch tài chính cá nhân, vậy chúng ta sẽ cần phải làm nó như thế nào? Thì có 5 bước đơn giản để anh chị và các bạn lập được một kế hoạch tài chính cá nhân. 5 bước đó là: thứ nhất là thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân. Thứ hai là phân tích tình hình tài chính cá nhân hiện tại. Bước thứ ba là xây dựng và các kế hoạch chi tiết và lựa chọn các sản phẩm tài chính phù hợp. Bước thứ tư là thực hiện kế hoạch đã xây dựng. Và bước thứ năm là theo dõi và điều chỉnh kế hoạch. Việc thiết lập các cái mục tiêu là để cụ thể hóa, chi tiết hóa các cái mong muốn, nhu cầu trong đầu chúng ta. Khi mà chúng ta chi tiết hóa rồi ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta thực hiện một cách dễ dàng. Giữa cái việc mà chúng ta nghĩ cách để kiếm ra 18,7 tỷ và tiết kiệm 3 triệu một tháng thì việc nào sẽ dễ hơn nhỉ? Anh chị và các bạn sẽ là đồng ý với Thanh Minh về phương án thứ hai đúng không? Do đó thì khi mà chúng ta càng làm chi tiết và cụ thể thì cái mục tiêu sẽ dễ dàng được hiện thực hóa hơn là chúng ta sẽ chỉ nghĩ về nó trong đầu và sau này tôi sẽ rất là giàu, hoặc là sau này tôi sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú, vân vân. Bước thứ hai chính là phân tích tình hình tài chính hiện tại, là một cái bước để xác định xem cái tài sản hiện tại, số tiền tiết kiệm hiện tại của anh chị có đủ để thực hiện được các cái mục tiêu hay không. Ví dụ như là với mục tiêu có được 18,7 tỷ sau 30 năm như chúng ta vừa nói ở cái ví dụ bên trên, thì nếu một tháng chúng ta không thể tiết kiệm được 3 triệu thì hoàn toàn chúng ta rất là khó để đạt được cái mục tiêu đó đúng cái thời hạn như vậy. Và nếu mà chúng ta không tiết kiệm đủ thì chúng ta cần phải xem xét cái kế hoạch là tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Bước thứ ba đấy là chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch và lựa chọn các cái sản phẩm phù hợp. Thì sau khi mà chúng ta đã biết là chúng ta cần tiết kiệm được 3 triệu một tháng, cần đầu tư với lợi nhuận 15.9% một năm vào chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index, thì anh chị và các bạn sẽ tìm kiếm một cái sản phẩm đầu tư đang thực sự tồn tại trên thị trường, có thể giúp
anh chị và các bạn đạt được cái con số 15.9% một năm đó. Và sản phẩm đó anh chị và các bạn sẽ phải xem, phải cân nhắc là nó có phù hợp với anh chị và các bạn hay không, với khả năng chịu đựng rủi ro khi đầu tư của anh chị và các bạn hay không, có phù hợp với cái chiến lược đầu tư, với cái mục tiêu, với cái thời gian đầu tư của mình hay không. Thì đó chính là cái công việc của cái bước này khi mà chúng ta làm với một cái kế hoạch đầu tư, và nó cũng sẽ tương tự với các cái kế hoạch khác. Cái bước thứ tư chính là cái bước thực hiện kế hoạch. Khi mà chúng ta đã có một cái kế hoạch chi tiết rồi thì chúng ta đã biết được cái số tiền cần phải tiết kiệm hàng tháng này, đã chọn được cái sản phẩm tài chính phù hợp này, chúng ta sẽ cần phải thực hiện đúng cái lịch trình mà chúng ta đã lên ở trong cái kế hoạch của chúng ta. Ví dụ như là đầu tháng, vào cái ngày 1 tháng 1 thì chúng ta có cái kế hoạch là phải nộp 3 triệu vào cái tài khoản đầu tư. Vậy thì chúng ta cần phải nộp chính xác đúng vào cái ngày đó. Hoặc là chúng ta có một cái lịch là cuối quý, cuối tháng chúng ta sẽ tổng kết cái việc chi tiêu để xem là chúng ta có tăng được cái số tiền tiết kiệm của mình lên hay không. Thì chúng ta cũng phải thực hiện nghiêm túc cái việc đó. Thì đó chính là các cái hành động trong thực tế khi mà chúng ta thực hiện các cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình. Cái bước thứ năm chính là cái bước theo dõi và điều chỉnh kế hoạch. Đây cũng là cái bước cuối cùng ở trong cả một cái vòng tròn cái quy trình của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. Thì sau một thời gian, ví dụ như là định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, thì anh chị và các bạn theo dõi và thấy được cái lợi nhuận đầu tư nó không có đúng như kỳ vọng ban đầu, thì anh chị và các bạn cần xem xét để có nên là thay đổi sản phẩm đầu tư hay không, hoặc là có nên giữ nó tiếp tục hay không. Đấy, thì sau một thời gian thì anh chị và các bạn thấy là mình không thể tiết kiệm được 10 triệu để thực hiện các cái mục tiêu cá nhân của mình đã đề ra, mà chỉ tiết kiệm được 5 triệu thôi, thì cũng phải điều chỉnh lại kế hoạch phù hợp hơn với cái khả năng thực tế của mình và của thị trường tài chính. Cái việc lập kế hoạch tài chính cá nhân của chúng ta trong tiếng Anh nó có định nghĩa là financial planning, chứ không phải là financial plan. Anh chị và các bạn biết vì sao không? Nó bởi vì là cái từ planning có nghĩa là một cái công việc nó tiếp diễn, nó diễn ra liên tục, xuyên suốt. Còn plan nó chỉ là một cái kế hoạch cố định, một cái kế hoạch cứng, fix và rất là cứng nhắc. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta có một kế hoạch tài chính cá nhân rồi thì khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta vẫn phải theo dõi và điều chỉnh nó một cách thường xuyên. Ví dụ như là năm nay anh chị thu nhập là 20 triệu một tháng, nhưng sang năm thu nhập của mình đã là 30 hoặc 40 triệu một tháng. Lúc đó cái nhu cầu chi tiêu của mình cũng khác, thì chắc chắn là các cái kế hoạch của mình nó sẽ không thể giống như là kế hoạch trong năm nay được. Thì đó chính là cái bước thứ năm, là chúng ta cần phải theo dõi và điều chỉnh kế hoạch khi các cái nhu cầu, các cái điều kiện về thu nhập chi tiêu của chúng ta thay đổi. Và vừa rồi thì Thanh Minh đã giới thiệu tổng quan về 5 bước của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân cho anh chị và các bạn. Những cái công việc rất là đơn giản, đôi khi là rất nhỏ nhưng lại mang một cái thành quả rất là lớn trong tương lai. Thì chính cái ví dụ về việc là chúng ta tiết kiệm 3 triệu mỗi tháng và có được 18,7 tỷ sau 30 năm là minh chứng hùng hồn cho cái điều đó rồi. Tuy nhiên thì chính chúng ta cũng không quá để ý rằng là 100.000 lại có thể giúp chúng ta có nhiều tài sản đến như thế. Tại sao Thanh Minh lại nói đến 100.000? Bởi vì thực ra là 3 triệu một tháng nó sẽ tương đương với 100.000 một ngày, anh chị và các bạn ạ. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cần phải có một cái chiếc chén thánh nào đó, một cái cơ hội rất là to lớn nào đó để chúng ta có thể một bước hóa rồng, chúng ta lúc đó mới có thể giàu có hoặc là tiến bộ vượt bậc được. Tuy nhiên, rất là nhiều người khi mà đến với đầu tư chứng khoán, đầu tư coin, đầu tư bất động sản hoặc là vay nợ để đầu tư cũng chỉ là vì nghĩ rằng là phải đầu tư có lãi 50-100% một năm thì mới có thể giàu được. Và nếu bỏ qua cái cơ hội đó thì sẽ không bao giờ còn cơ hội để có thể bứt phá lên được nữa. Thì chính Thanh Minh của những cái năm trước đây cũng đã từng như thế. Và đôi khi là chúng ta quá vội vàng bỏ qua những cái bài học mà người đi trước cảnh báo, để rồi đến khi bị cuộc đời ép cho đến lúc mà không thể cựa quậy được nữa thì chúng ta mới ngoan ngoãn trở lại học những cái bài học đơn giản mà nó đầy hữu dụng. Thì giống như là Tôn Ngộ Không phải nằm 500 năm dưới núi Ngũ Hành Sơn thì mới bắt đầu học và hiểu những cái bài học thấm thía nhất, sau đó để quay trở lại đi thỉnh kinh và trở thành chính quả.
Và đó là chia sẻ của Thanh Minh về bức tranh toàn cảnh về tài chính cá nhân. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video đến tận giây phút này. Nếu anh chị thấy nội dung video có ích đối với mình, hãy cho Thanh Minh xin một like, một comment, một subscribe để Thanh Minh có động lực làm tiếp những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau về các nguyên tắc kinh điển giúp đảm bảo đạt được thành công trong tài chính cá nhân và biến nó thành nền tảng để có cuộc sống an yên, hạnh phúc hơn nhé. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.